Phượng hoàng song sinh. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, ở một khu rừng già nọ, có một chú chim phượng hoàng kỳ lạ. Có đến hai đầu luôn chụm sát nhau, lại luôn tương thân tương ái. Tương truyền, chú chim đặc biệt này là hóa thân của một đôi bạn cực kỳ thân thiết từ thuở nhỏ. Không may, một cơn lốc rừng bất ngờ đã hại chết họ trong tuổi đôi mươi. Tất cả thợ săn giỏi nhất trong vùng đều đã thử sức chinh phục chú chim quý giá này, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Ôi trời ơi, lại hụt nữa rồi. Không dưới 10 lần bị nó phát hiện trước khi kịp ra tên. Tôi còn chưa kịp dương cung đây này. Con chim này chẳng phải chim thường. Nó có đến 2 đầu nên khả năng phát hiện tiếng động vô cùng nhanh nhạy, lại bao quát được hết các hướng. Đừng nói là bắt sống, làm sụn một sợi lông của nó cũng thử thách những tay cung cự nhất. Hơn nữa, không thể làm bị thương chú chim quý này, chắc phải chờ một tay cung xuất chúng ra chiêu mới được. Câu chuyện về chim phượng hoàng hai đầu được các thợ săn ao ước có được ấy, chẳng mấy mà truyền đến tai đức vua của đất nước. Thực có con chim lạ thế sao? Ta rất muốn được tận mắt thấy nó. Mau truyền lên ta, phái những binh lính giỏi săn bắn nhất mang bằng được con chim quý về điện. Tuần lên bệ hạ, nhớ là không được làm chim bị thương, dù chỉ là một chiếc lông đấy. Binh lính chuyên đi săn của đức vua không phải hạng xoàng. Khi việc săn chim bằng tên nỏ không hiệu quả, nhiều đêm liền sau đó, họ cẩn trọng đặt các bẫy móc, móc lên những cây nhiều quả chín trong rừng, cho đến một sáng nọ. Chim phượng hoàng hai đầu khi tập trung mổ quả chín, cuối cùng đã bị mắc chân vào vòng móc không bay đi được. Chúng ta phải trèo lên bắt nó cho cẩn trọng, tuyệt không làm rụng một sợi lông. Xem ra chúng ta bị bắt rồi, nhưng dù thế nào cũng không rời xa nhau. Nhất định như vậy. Khá lắm, đúng là con chim quý độc nhất vô nhị. Thế là từ nay ta có một vật cưng tuyệt độc rồi. Các chư hầu láng giềng đến thăm cung điện nhìn thấy chú chim này chỉ có lát mắt thôi. Phải rèn cho nó tuyệt tuân theo lệnh ta mới được. Nào, phượng hoàng của ta, lại đây ăn nào. Xem ta mang đến gì đây, quả ngọt chín cây đó, không còn phải mất công hái trên cây rừng nữa. Đã mấy tuần nay rồi, hễ ta không đến thì ríu rít, ta gọi thì không buồn nhúc nhích. Đừng có bà thứ lòng kiên nhẫn của ta. Xin bệ hạ bình tĩnh, phượng hoàng này vốn không phải chim thường. Bộ lông của nó hiếm có xưa nay, chim lại có hai đầu, hai cặp chân, hai cặp cánh, hoàn toàn có khả năng tách thành hai cá thể độc lập, cũng không kém phần quý giá. Được lắm, vậy ta giao việc này cho khanh. Nói trong một tuần, hãy dâng hai con chim phượng hoàng lên cho ta. Dạ, bệ hạ anh minh, thần xin được thời gian một tháng và xin người cho thần mang nó về nhà. Thần nhất định có thể hoàn thành việc này. Được, một tháng, khanh không làm được, đừng trách trẫm xử nặng. Thần xin lĩnh chỉ. Viên đại thần nọ treo ngay lồng chim trước hiên nhà, cho ăn uống tự do. Đồng thời, ông lưu tâm quan sát mấy ngày chú chim lạ không rời mắt. Cuối cùng, ông cũng phát hiện hai đầu của phượng hoàng cứ vào một thời gian nhất định cuối ngày lại chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Đại thần nói gì với cậu đấy? Ông ta nói gì ấy? Tôi không nghe rõ nữa. Tiếp đến ngày thứ hai, thứ ba, viên đại thần hễ nhìn thấy hai đầu phượng hoàng chuyển động xa nhau, ông lại sáng lại thì thầm vào chiếc đầu phải. Cậu cứ nói là không nghe thấy gì. Không chừng là ông ta nói muốn giết tôi rồi, đúng không? Cậu nói thật cho tôi biết đi. Tôi không nghe thấy gì thật mà.
Rất nhiều ngày sau đó, đại thần vẫn chưa dừng lại. Ông vẫn tiếp tục thì thầm vào một bên đầu chú chim mà lần đầu tiên ông thì thầm khi phát hiện chúng chuyển động trái hướng nhau. Nhất định cậu giấu tôi rồi. Làm gì có chuyện không đâu. Ngày nào ông ấy cũng thì thầm với riêng cậu. Mau nói cho tôi nghe đi. Cậu tin tôi đi. Tôi tuyệt không nghe thấy gì hết. Chỉ thấy ông ta hừm 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 thôi. Cứ như vậy, tiếp tục sau nhiều ngày, cái đầu Phượng Hoàng không nghe được đại thần nói với nó, ngày càng không tin cái đầu bạn bè thân thiết của nó. Chúng cãi nhau càng ngày càng dữ dội. Nhất định là cậu giấu tôi. Cậu đã coi thường tình nghĩa bấy lâu nay của chúng ta rồi. Tôi đã nói mà cậu không tin. Cậu coi thường tôi. Coi thường à? Tôi đã nín nhịn cậu gần tháng nay rồi đấy. Này thì coi thường à? Hai đầu Phượng Hoàng cãi cọ dữ dội, rồi đánh nhau đến nỗi chỗ chính giữa hai lưng bị nứt rồi rơi ra. Có thể chứ, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Thế là chỉ vì một lần không tin tưởng, hai đầu chú chim Phượng Hoàng đã trúng phải kế dương đông kích tây của viên đại thần. Phượng Hoàng hai đầu kỳ lạ không còn trên đời nữa. Cứ mỗi khi kể lại câu chuyện này, người đời lại thấm thía thêm bài học không bao giờ cũ. Tình bạn chỉ dài lâu khi có niềm tin lẫn nhau mà thôi. Chiếc lá rắn. Xưa kia, tại một vương quốc nọ, có chàng trai nghèo tòng quân cho đức vua, lập công trạng lớn. Lần này triều đình sẽ ban thưởng lớn cho các tướng lĩnh lập công trong trận này. Tàu bệ hạ, ngọn lửa sáng nhất soi đường cho toàn binh, đó chính là người lính trẻ, anh Chante đây. Hả? Tuổi trẻ tài cao vậy sao? Dạ thưa bệ hạ, giữa lúc chiến trận gian nguy, quân ta thương vong lớn, một mình Chante đã tả xung hữu đột, xông lên một mình bủa phá hàng ngàn quân địch. Khá lắm. Vậy Chante, khanh muốn ta ban thưởng gì? Tâu đức vua, thần chỉ có một nguyện vọng duy nhất, nhưng e rằng mong muốn này từ một kẻ nghèo khó như thần sẽ đắc tội với người. Sau chiến công này thì khanh không còn nghèo khó nữa đâu. Nào, mau nói đi. Tâu bệ hạ, xin người tác thành cho thần và công chúa. Khanh muốn cưới con gái ta. Thưa bệ hạ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, trái tim thần đã mách bảo nguyện đời này sẽ chết vì nàng. Nguyện chết ư? Mau đứng dậy đi. Thưa, vậy ý của người như thế nào ạ? Có điều con gái ta nguyện chỉ lấy người nào sẵn lòng chịu chôn sống cùng mộ với nó, nếu không mai nó chết trước. Thưa bệ hạ, nếu trái tim thần đã thuộc về nàng, vậy lúc nàng chết, hỏi thần còn sống làm gì? Thần nguyện sẽ làm theo lời nguyện của nàng. Được lắm, xem ra ông trời lần này vừa đem đến cho ta một tướng lĩnh tài ba, vừa mang tới phò mã của đất nước rồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng phò mã tương lai. Lễ cưới ngay sau đó được tổ chức linh đình, đôi trai tài gái sắc nên chồng vợ. Đời này kiếp này, ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu, công chúa bỗng đổ bệnh, không thầy thuốc nào cứu chữa nổi. Thưa bệ hạ và phò mã, chúng thần đã dốc hết sức, nhưng công chúa mắc chứng bệnh lạ, lại vô cùng hiểm nghèo, e là không qua khỏi. Không, không thể như vậy được, nàng ơi. Thưa phò mã, đức vua đã truyền lệnh, giờ ngài phải thực hiện lời nguyện nguyện chết cùng công chúa. Ngài luôn cư xử tốt với chúng tôi. Chút thức ăn đặt trên bàn đá kia là việc cuối cùng chúng tôi có thể làm được cho ngài. Xin vĩnh biệt. Đâu cần lời nguyện nào chứ. Nàng đã nằm đây thì ta còn thiết gì ánh sáng cuộc đời. Chừng nào ta còn sống thì mày không được chạm tới thi thể nàng. Ta rồi cũng chung số phận với mày thôi. Nhưng không sao, cái chết sẽ đưa ta đến gặp nàng. Trời ơi, chuyện kỳ lạ gì thế này? Lạ quá, cả một cây dây leo mà chỉ có 3 chiếc lá. Chiếc lá này có sức mạnh dị thường, đã hồi sinh con rắn kia. Biết đâu nó cũng cải tử hoàn sinh cho người được. Mình sẽ thử cứu nàng. Nàng đã tỉnh lại rồi. Vợ yêu quý của ta. Ta đang ở đâu? Sao lại tối om thế này? Ta không nhìn thấy gì hết. Nàng vừa chết đi sống lại đấy. Mau vào báo với phụ vương, công chúa đã sống lại rồi. Chỉ có điều,
Từ ngày sống lại, công chúa luôn trầm uất, nhốt mình trong phòng, thậm chí không nhớ nổi chồng của mình. Ta tình cờ phát hiện ra một cây dây leo có 3 chiếc lá quý. Đây là chiếc lá cuối cùng giúp cải tử hoàn sinh. Ta định giao cho công chúa giữ, nhưng giờ nàng ấy như người mất hồn. Khanh là tâm phúc ta tin tưởng, hãy giữ giúp ta. Lúc nguy khốn có ngai dùng, chỉ cần đặt chiếc lá lên đầu thì người chết có thể sống lại. Đa tạ phò mã tin tưởng giao phó, thần sẽ luôn giữ chiếc lá bên mình. Tốt lắm, nhân chuyến tàu lớn ra khơi, ta muốn đưa công chúa về thăm quê cha ta một chuyến, cũng là để nàng ấy được thay đổi không khí. Người hãy chuẩn bị đi. Vâng thưa phò mã, chuyến thuyền lớn nhất là của một thương lái giàu có, thần sẽ sắp xếp ngay ạ. Nhưng không may cho chàng phò mã hiền lành, gã lái buôn trên thuyền lại vô cùng gian xảo. Khi biết công chúa đang mất trí nhớ về chồng, hắn đã toan tính âm mưu thâm độc. Trời ơi, phò mã! Người đàn ông xưng là chồng của nàng ấy đã theo thuyền nhỏ về quê theo nhân tình. Nếu không có ta, đêm qua hắn đã âm thầm hãm hại nàng. Ta mới là người nàng thương yêu. Ta đã từng yêu thương chàng ư? Sao mà ta không nhớ gì hết về những chuyện trong quá khứ vậy? Nàng nói vậy làm ta buồn lòng quá. Nhưng không sao, dần dần nàng sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta sẽ hồi cung ngay bây giờ, kể cho cha nàng nghe rõ sự tình. Hả? Nhà ngươi! Bẩm thưa đức vua anh minh, nếu không có thần thì công chúa đã bị tên phò mã ác độc ấy hãm hại. Hóa ra bao lâu nay hắn chỉ dối lừa nhà vua, giờ hắn đã bị trừng phạt dưới lòng biển sâu. Ngươi nói láo! Gã lái buôn không ngờ được người lính hầu trung thành đã cứu sống phò mã. Hai người trên thuyền nhỏ đã hồi cung trước đó. Phò mã đã kể lại cho nhà vua tỏ tường sự việc. Tâu bệ hạ, thần đã tận mắt chứng kiến tên lái buôn này đẩy phò mã xuống biển. Thần vội lẻn xuống thuyền nhỏ, chèo thuyền phớt phò mã lên. Nhờ có chiếc lá rắn mà cứu được phò mã sống lại. Nàng không sao chứ? Cha, con không nhớ chuyện gì hết. Rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra với con? Con gái, giờ con chỉ cần biết rằng phò mã trước mặt con kia vì con mà không nề hà cả cái chết. Người đã cứu sống con bằng chiếc lá rắn thần kỳ. Chiếc lá rắn ư? Đúng rồi, Chan. Con mau đưa chiếc lá đó ra, biết đâu vợ con nhớ lại được chuyện gì. Chiếc lá rắn phát sáng trong tay công chúa, ký ức về người chồng chung tình hiện về trong tâm trí nàng. Chàng, sao em có thể quên chàng chứ? Thật là may, nàng đã nhớ lại tất cả rồi. Từ giờ không điều gì có thể chia cắt hạnh phúc của chúng ta nữa. Vậy là câu chuyện về chiếc lá rắn đã kết thúc có hậu. Từ đó về sau, phò mã và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Xin một chữ nhẫn. Ông ơi, có việc gì mà mới sớm mà đã xuống thị trấn làm gì thế ạ? Đi nhanh cái chân lên, con cứ càm ràm. Hôm nay ở dưới thị trấn có ông thầy đồ viết thư pháp, ta phải đến xin một cái chữ mới được. Xin chữ ấy ạ? Để làm gì thưa ông? Đúng là dốt quá. Xin chữ là thú vui của những bậc cao nhân học rộng hiểu nhiều. Lần này xin cái chữ cho họ mở mang tầm mắt. Ta cũng là người có thú tao nhã là chơi chữ, biết thưởng lãm cái đẹp, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Thế đi mau lên. Thưa thầy, thầy cho con xin chữ tài. Thầy cho con xin chữ đức ạ. Thầy cho tôi xin cái chữ về treo lên nơi trang trọng ở nhà, cho bà con xóm giềng đều biết tôi là người trí thức, biết trọng cái chữ. Vậy ông xin chữ gì? Tôi cũng không biết rõ lắm, thầy cứ thử gợi ý cho tôi xem. Có người cầu tài thì xin chữ tài, người cầu an thì xin chữ an, hoặc có những người xin chữ về để tu theo đức tin ấy, như là chữ nhẫn thì phải nhẫn nhịn, chữ nhân thì phải tốt bụng, không ham hư vinh. Cái chữ nhẫn đầu tiên ấy thì thế nào vậy thầy? Những người xin chữ nhẫn thì phải tu tâm sao cho được cái tâm trụ vững như đá, bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. Hay quá! Vậy thầy cho tôi xin chữ nhẫn. Thầy mới nói qua mà tôi đã thấy cái tâm của mình cũng giống như chữ nhẫn ấy quá. Vâng, để tôi viết cho ông.
mày về nhà làm ngay cái khung trang trọng, treo ngoài cửa, cho mọi người đi qua đi lại đều nhìn thấy. Từ nay sẽ không còn ai dám coi thường ta là cái ít học nữa nha. Ây da, hôm nay nhà lão ấy lại còn chơi chữ nữa cơ đấy. Từ giờ chúng mày đừng có chê cười ta ít học nữa nha. Thưa ông, đây là chữ gì ạ? Bọn con không được đi học nên không có đọc được. Đây là chữ nhẫn. Phàm những người thờ chữ nhẫn như ta đều phải tu cái tâm rất cực khổ, sao cho được cái tâm trụ vững như đá, bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại, sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. Vậy ngài đã tu thành chữ nhẫn rồi phải không ạ? Tất nhiên rồi, không tự dưng ta treo chữ ấy tại đây làm gì? Thưa ông, đây là chữ gì ạ? Mắt dạ kém quá, không có đọc được. Dạ, chữ nhẫn thưa cụ, ta tu hạnh nhẫn nhục nên xin chữ nhẫn đó mà. Ít người tu được chữ nhẫn này lắm thưa ông. Chữ viết đẹp thế này, chứng tỏ ông cũng là người rành thư pháp lắm đây. Vâng, đúng đấy thưa cụ. Ông ơi, đây là chữ gì ấy ạ? À? Chữ nhẫn bà ạ. À. Đúng là chỉ được cái vỏ rỗng lại còn khoe khoang. Thưa ông, thầy viết chữ gì đấy ạ? À? Chữ nhẫn. Chà, chữ đẹp quá ông ạ. À. Con nghe nói người nào tu chữ nhẫn thì phải có cái tâm vững lắm. Ai nói gì sắc mặt cũng nhẫn nhịn được, phải không ạ? À? Đúng rồi. Ông ơi. Ông ơi, cái chữ kia là chữ gì ấy ạ? À? Vừa rồi ông nói mà con quên mất rồi ạ. À. Chữ nhẫn, đồ dốt gia truyền. Có mỗi chữ nhẫn mà chúng mày cũng hỏi ông hết lần này đến lần khác từ sáng tới giờ. Cút ngay. Thôi ông ơi, ông đang tu theo chữ nhẫn cơ mà, tâm vững như bàn thạch. Ai chê cười gì cũng coi như nước đổ lá khoai cơ mà ông. Tao... Đúng là trò lố mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.